vui khi được gặp lại 500 anh em của bản tin yêu thể thao. Các bạn ơi, bản tin yêu thể thao sẽ được đăng tải hàng ngày ở trên trang web của chúng tôi, đó là vietnam9.net, cũng như là trên kênh YouTube V9B giải trí trực tuyến. Các bạn hãy xem mỗi ngày để thứ nhất là chúng ta có thể là cập nhật thêm rất nhiều tình hình thể thao trong nước và thế giới. Cái thứ hai nữa là chúng ta sẽ biết được thêm những nhận định chuyên sâu mà chúng tôi mang đến cho các bạn. Và đặc biệt hơn nữa là với mỗi bản tin của chúng ta sẽ đi đến cho các bạn là nhiều nhận định để chúng ta có thể đưa ra những dự đoán hoàn toàn chính xác các bạn nhé. Và bây giờ chúng ta hãy cùng điểm qua những tin chính trong ngày hôm nay. Đội tuyển Việt Nam lách qua khe cửa hẹp nhờ chỉ số fair play vào nhánh đấu cực khó tại Asian Cup năm 2019. Phân tích sức mạnh đối thủ Việt Nam, đội tuyển Jordan. Liverpool du đấu Việt Nam, Salah chuẩn bị được so tài với Quang Hải. MU buộc chân David De Gea, phớt lờ thương vụ Coutinho. Chelsea chuẩn bị hoàn tất thương vụ Higuain. Đó là những tin chính sẽ có trong bản tin ngày hôm nay. Loạt trận hạ màn bảng E và F diễn ra kịch tính khi cả Oman và Liban đều tạo ra những chiến thắng tưng bừng ở thời điểm cuối trận. Điều thú vị là Liban đã cân bằng thành tích với đội tuyển Việt Nam cả về điểm số, hiệu số bàn thắng bại và bàn thắng được ghi. Nhưng việc thua kém Việt Nam về chỉ số fair play nên đại diện của Trung Đông đã phải xách vali về nước. Cụ thể, Liban phải nhận tổng cộng 7 thẻ vàng ở vòng bảng, trong khi con số này của đội tuyển Việt Nam là 5 chiếc thẻ vàng mà thôi. Theo như cách phân nhánh ban đầu của ban tổ chức Asian Cup năm 2019, đội tuyển Việt Nam sẽ gặp Jordan ở vòng 18. Đây cũng là cặp đấu diễn ra sớm nhất ở vòng đấu này, vào 18 giờ ngày 20 tháng 1 tới. Nhánh đấu của đội tuyển Việt Nam được đánh giá là rất khó khăn, bởi nếu vượt qua đội tuyển Jordan, thầy trò Park Hang-seo sẽ gặp một trong hai đối thủ rất mạnh ở bán kết là Nhật Bản và Ả Rập Xê Út. Tiếp đến trong nhánh đấu này, còn có sự góp mặt của đội tuyển Iran, đội bóng được đánh giá là một trong ứng viên sáng giá nhất cho chức vô địch. Ở nhánh đấu còn lại, Hàn Quốc là đội tuyển được đánh giá cao nhất. Đội bóng xứ sở Kim Chi chỉ phải gặp Bahrain ở vòng 1/8. Nếu họ đi tiếp, họ sẽ gặp Qatar hoặc Iraq ở tứ kết. Một trong những điều người hâm mộ đội tuyển Việt Nam quan tâm nhất vào lúc này là sức mạnh của đội tuyển Jordan, đối thủ của đội tuyển Việt Nam chúng ta ở vòng 1/8. Người hâm mộ có thể thở phào nhẹ nhõm nếu như nhìn vào vị trí trên bảng xếp hạng FIFA, bởi Jordan đang xếp ở vị trí thứ 109 thế giới và đang kém dòng vàng Việt Nam 9 bậc. Tuy nhiên đã từ rất lâu, bảng xếp hạng của Liên đoàn bóng đá thế giới đôi khi chỉ là để tham khảo cho vui, bởi nó không phản ánh đúng thực lực của các đội bóng. Tại chiến dịch Asian Cup năm 2019, thầy trò Pokemon dù nằm ở bảng đấu khó khăn nhưng vẫn xuất sắc giành ngôi đầu bảng B và trở thành một trong những hiện tượng thú vị nhất của giải đấu. Jordan đã quật ngã nhà đương kim vô địch Australia 1-0 ở trận mở màn, trước khi trở thành đội đầu tiên góp mặt ở vòng knockout khi đánh bại Syria 2 bàn ở lượt trận thứ hai. Ở lượt trận cuối cùng, đại diện của Trung Đông hòa không đều với Palestine và hoàn tất vòng bảng mà không để thủng lưới bất cứ bàn nào. Đánh giá một cách tổng quan về lối chơi của đội tuyển Jordan, đây là một đội bóng có hàng phòng ngự rất chắc chắn, chiều cao trung bình trên 1m8, khả năng chịu bóng bổng cực tốt và tổ chức phản công chớp nhoáng. Đây đều là những từ huyệt của thầy trò Park Hang-seo ở thời điểm hiện tại. Nhân duyên đưa đội tuyển Việt Nam gặp Jordan ở vòng loại trực tiếp cũng giống như một sự sắp đặt của số phận. Khi ở vòng loại, Việt Nam và Jordan nằm chung bảng đấu. Khi đó, cả hai đội đã bất phân thắng bại trong cả hai lượt trận. Có thể kết luận rằng, nếu như xét ở tình hình hiện tại, Jordan nằm ở cửa trên so với thầy trò Park Hang-seo. Nhưng những con số thống kê trong quá khứ và bảng xếp hạng FIFA lại cho thấy Việt Nam không hề e ngại đối thủ đến từ Trung Đông. Và đó là cơ hội để chúng ta kết luận rằng cánh cửa đi tiếp của đội tuyển Việt Nam là rất khả quan. Kể từ khi tôi bị MU cắt chức thì tôi đã không bỏ lỡ bất cứ trận đấu nào tại Asian Cup. Nhất là những trận đấu của đội tuyển Việt Nam thì tôi lại càng không thể bỏ qua.
Tôi xem không phải vì hâm mộ đội tuyển Việt Nam mà là vì tôi muốn học hỏi chiến thuật của ngài Park Hang-seo. Tôi nói thật nhá, Jordan là đéo qua cửa trước Việt Nam. Ngài Park đã giấu bài đấy. Tôi biết hết rồi, kiểu này thì Jordan lại chỉ có chết mà thôi. Tôi thấy thực sự là nực cười khi mấy ông dự đoán là Việt Nam bị loại. Bây giờ có mà cho cả Real dưới sự dẫn dắt của tôi, chưa chắc đã đánh bại được Việt Nam. Bây giờ các ông thử nhìn mà xem, Việt Nam có Quang Hai, rồi là Công Phượng Messi, thì có bố thằng nào đã được. May ra thì MU còn có thể thủ hòa được mà thôi. Theo nguồn tin từ báo Thanh Niên, nếu như không có gì thay đổi vào phút cuối của quá trình đàm phán, khán giả Việt Nam sẽ được tận hưởng thưởng thức màn so tài đỉnh cao giữa đội tuyển Việt Nam và câu lạc bộ Liverpool. Trận đấu diễn ra vào tháng 5 năm 2019 tới tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình. Trong lịch trình dự đấu mùa hè, Liverpool sẽ đi qua một số nước châu Á, trong đó có Trung Quốc và Thái Lan. Số tiền mà VFF phải bỏ ra để mời câu lạc bộ Liverpool về Việt Nam dự đấu đó là khoảng 100 tỷ đồng. Như vậy là nếu như trận siêu kinh điển này diễn ra, cơ hội để người hâm mộ trên toàn thế giới được chứng kiến màn so tài đỉnh cao giữa Quang Hải và Salah là có thật. Tôi méo hiểu tại sao mấy ông ở Việt Nam lại bảo tôi đến Việt Nam vào tháng 5 năm 2019, trong khi thời điểm đó tôi đang bận đá Champions League. Hay là các ông lại tiên tri là Liverpool của tôi lại bị loại sớm hay sao nhỉ? Mà tuy nhiên là nếu như thực sự ban lãnh đạo của Liverpool muốn chúng tôi sang Việt Nam thì chúng tôi sẽ buông sớm tất cả các giải đấu tại châu Âu để dưỡng sức đá với Việt Nam. Tôi nói thật là tôi rất lo bởi Việt Nam đang là đội bóng rất khó chịu và khó chịu bậc nhất thế giới. Với những siêu sao như là Quang Hai hay là Hòa Công Phượng thì khả năng chúng tôi có cửa thắng rất khó. Mỗi năm chuyển nhượng mở, lại thấy lương về nhiều. Năm nay cũng như thế, lương vẫn tăng đều đều, bay vào túi De Gea. Tăng mãi rồi tăng mãi, không tăng anh đòi về. Bến đỗ giàu có Real Madrid, MU lo sốt vó. Thôi tiếc đéo ít tiền, tăng lương cho nó đi. Không nó sang Real mất thì lại méo có thủ môn, mà không có thủ môn MU ai cứu nổi. Thôi tiếc đéo ít lương, tăng lương tăng lương đi. Như vậy là cứ mỗi kỳ chuyển nhượng diễn ra là người nhận David De Gea lại đòi tăng lương. Lý do là bởi nếu không tăng lương, anh sẽ đăng status muốn về quê hương để bắt cho câu lạc bộ Real Madrid. Như vậy là ban lãnh đạo của Quỷ Đỏ không còn cách nào khác là phải dốc hầu bào để trói chân thủ thành người Tây Ban Nha. Mới đây nhất, De Gea đã gia hạn hợp đồng đến năm 2020, kèm theo mức lương là 400.000 bảng một tuần. Mức lương trước đó của thủ thành người Tây Ban Nha là 340.000 bảng một tuần. Song song với việc giữ chân David De Gea, MU đã tuyên bố là sẽ không theo đuổi thương vụ Coutinho nữa, vì số tiền 140 triệu euro là quá mạo hiểm để đổi lấy chữ ký của chân sút người Brazil. Cũng theo nhiều nguồn tin tại Anh, câu lạc bộ Chelsea đã tiến rất gần thương vụ Higuain bằng việc hoàn tất những điều khoản sơ bộ với câu lạc bộ Juventus. Nếu như không có gì thay đổi, tiền đạo người Argentina sẽ tiến hành buổi kiểm tra y tế bắt buộc với đội bóng của thủ đô London ngay trong tuần này. Nếu thương vụ sớm hoàn tất, Higuain sẽ có thể tái hợp với người thầy cũ là Mauricio Sarri ngay trong trận derby London với câu lạc bộ Arsenal vào cuối tuần này. Thảo Vy xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin tiếp theo của Yêu Thể Thao.